tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quang thời gian ngày 11 tháng 5 năm 2009 người giảng lão pháp sư tịnh không địa điểm cao hùng đài loan tập 27 a Pháp Sư Các vị đồng tu Xin mời ngồi Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo chỉ vọng tận Hoàng Nguyên Quán Kinh văn Tờ thứ năm Xem ở hàng sau cùng thế giới nhẫn tấn cập thiền định trí tuệ phương tiện thần thông đẳng câu phía trước chúng ta đã học qua hôm nay bắt đầu từ trí tuệ bát nhã ba la mật trong lục độ trong mười độ cũng là bát nhã Chúng ta thấy Thế Tôn Thông thường ở trong Kinh giáo Đại Thừa Thường nói Ý nghĩa của Bác Nhã Bác Nhã Là tiếng Phạn Tiếng Hoa là trí tuệ Phiên dịch thành ý trung văn là trí tuệ vì chiếu gọi tất cả các Pháp Đều bất khả đắc Mà có thể thông đạt tất cả vô ngại Vì các loại chúng sanh diện nói chủng chủng Pháp vậy Bác nhã Tại vì sao không trực tiếp dịch thành trí tuệ Chúng ta xem chú giải này rồi liền biết được trong từ vựng trung quốc hai chữ trí tuệ cùng ý nghĩa bát nhã của phản ngữ là như nhau thế nhưng có cạn có sâu rộng hẹp không như nhau ý nghĩa của bát nhã rộng ý nghĩa sâu Người Trung Quốc chúng ta gọi trí tuệ bất độ không được sâu đến như vậy. Vậy thì nếu sâu hơn một tầng mà nói, Bát nhã là từ trong tự tánh lưu lộ ra không phải do học mà có cái gọi là khai trí tuệ trí tuệ khai mở bằng cách nào dứt bỏ đi hết những thứ chướng ngại trí tuệ tự tánh đem chướng ngại dứt bỏ trí tuệ bát nhã tự tánh nó tự nhiên hiện tiền chủ này không như nhau ngay trong học tập có thể được trí tuệ hay không? Đáp án là không thể nói có, cũng không thể nói không. Vì sao vậy? Xem bạn dùng cái tâm gì. Nếu như học tập mà không liệt khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước vì gọi là tri thức không gọi là trí tuệ trí thức cùng trí tuệ là có khác biệt nếu như trong học tập của bạn không xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đó là trí tuệ chân thật khác biệt chính ngay chỗ này vì sao vậy trong đại thừa giáo phật thường nói phiền não tức bồ đề sanh tử tức niết bàn nếu như các vị tường tận cái ý này vậy thì quan hệ của phiền não đối với bát nhã bạn liền tường tận nó là một không phải là hai khi giác thì gọi là trí tuệ khi mê thì gọi là phiền não hoặc giả là chúng ta nói một cách khác thì bạn liền dễ dàng hiểu được bát nhã khi có chướng ngại nó liền biến thành phiền não khi không có chướng ngại thì gọi là trí tuệ bát nhã cái thứ gì chướng ngại vậy vọng tưởng phân biệt chấp trước chướng ngại nó chỉ cần gặp phải thứ này thì nó liền biến hình, biến thể, liền biến thành phiền não. Cho nên nói, phiền não tức bồ đề. Phiền não vừa giác ngộ, thì chứng ngại này không còn. Đem dòng tượng phân biệt chấp trước, buông bỏ triệt để. Bác nhã tự tánh liền hiện tiền. Chúng ta nghĩ đến Đại sư lục tổ huệ năng triều đại nhà đường ở trong thất phương trượng của ngũ tổ hoàng nhẫn nghe lão hòa thượng giảng kinh kim cang nghe đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm ngài chân thật buông bỏ ưng ừ, vô sở trụ vô sở trụ chính là buông bỏ phạm phu chúng ta là có chỗ trụ cũng chính là trong lòng của bạn có phiền não có phiền não gì vậy khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước có những thứ này nếu nói thô hơn một chút có từ tư từ lợi có danh vọng lợi dưỡng có tham sân si mạng. Có năm dục sáu trần có những thứ này. Trí tuệ Bát Nhã của bạn liền biến thành phiền não. Nếu như chúng ta đem những thứ này buông bỏ vô sở trụ, sự có hay không, sự không trở ngại. Sự sự vô ngại. Lý sự vô ngại không có chứng ngại chướng ngại chính là sản sanh ra đang vọng tượng phân biệt chấp trước chỉ cần có những thứ này nó liền sanh ra chướng ngại không có những thứ này thì không có chướng ngại chỉ cần bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ trí tuệ bát nhã vốn sẵn đầy đủ trong tự tánh thảy đều hiện tiền trí tuệ này tác dụng thật không thể tưởng tượng trong phật pháp gọi là pháp giới hư không giới tất cả chúng sanh quá khứ hiện tại dị lai không có thứ nào mà bạn không thông đạt không có thứ nào mà bạn không tường tận vì sao vậy bạn đang tự tánh chính là như vậy cho nên, sau khi Đại sư Huệ Năng vừa khai ngộ, Ngài đưa ra báo cáo. Ngài minh tâm kiến tánh rồi. Kiến tánh là như thế nào? Ngài đem nó nói ra. Ngài nói, Nào ngờ tự tánh, dũng sẵn thanh tịnh. Câu đầu tiên liền nói, Nào ngờ tự tánh, không hề nghĩ đến tự tánh. dũng sẵn là thanh tịnh. Chưa từng bị ô nhiễm bao giờ Ở Phật Bồ Tát là thanh tịnh Ở chúng ta vẫn là thanh tịnh Ở mũi kiến ngạ quỷ Địa ngục xuất sanh cũng là thanh tịnh Chân tâm vĩnh viễn là thanh tịnh Ngày nay chúng ta gọi là ô nhiễm Ô nhiễm là vọng tâm không phải chân tâm dòng tâm là cái gì trong dinh từ phật học gọi là a lại gia chân tâm bị ô nhiễm thì gọi là a lại gia a lại gia là tiếng vạn dịch thành ý trung văn gọi là tạng thức tạng chính là tạng của tam tạng kinh trong phật môn chúng ta ý nghĩa chính là chứa thức là thức tâm là giả không phải là chân tâm chân tâm biến thành thức tác dụng của nó tác dụng chính là hàm chứa hàm chứa là ngày nay chúng ta gọi là ký ức bạn có thể ghi nhớ lại những gì quá khứ đều có thể ghi nhớ cũng giống như kho tư liệu vậy phòng lưu trữ hồ sơ từ vua thị kiếp đến nay bạn khởi tâm đồng niệm tất cả tạo tác hết thảy nghiệp tập đều lưu lại ở trong đó nó là kho lớn đều chứa ở trong đó nếu bạn hiểu được cái đạo lý này khởi tâm đồng niệm phải cẩn trọng chú ý không luận là niệm thiện niệm ác Điều thu tóm trong đó. Dữ liệu này đưa ra để cho bạn xem, bạn có mang đi cũng mang không đổi. Cho nên hiểu rõ cái đạo lý này, con người không nên khởi lên cái niệm ác. Không thể nói trời biết, đất biết, bạn biết, tôi biết. Không phải vậy. Bạn có kho tư liệu. Trong kho tư liệu của bạn rất hoàn chỉnh, Ai có thể lấy nó ra được vậy? Phật, Bồ Tát, A-La-Hán đều có cái năng lực này. Đều có thể đem ra được những tư liệu này của bạn, để bạn chính mình xem lấy. Loại công án này vào thời xưa có. Đây là thật, không phải là giả. Đại sư Huệ Năng khai ngộ rồi Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Nếu bạn hỏi Ngài Làm thế nào thành Phật Chính là Ngài hiểu được Phải nên không có chỗ trụ Ở trên kinh điển Phật nói với Ngài Phải nên không có chỗ trụ Ngài liền thảy đều buông bỏ Biết được cái gì Tất cả các Pháp đều bất khả đắc Tổng kết của Kinh Bát Nhã bạn xem 600 quyển Đại Bác Nhã Đây là một bộ kinh số lượng lớn nhất trong kinh Phật Thế Tôn đã giảng 22 năm Tổng kết chính là một câu Tất cả Pháp không sở hữu Thầy đều không, không thể được mười hai chữ Phật đem cái đạo lý này Chân tướng sự thật Tường tận tỉ mỉ nói ra cho chúng ta Đây là thế xuất thế gian Pháp Không chỉ bao gồm thế gian Xuất thế gian cũng không ngoại lệ Phật Pháp cũng là như vậy Không có ngoại lệ Đều là bất khả đắc cho nên trên Kinh Kim Cang Phật rõ ràng nói với chúng ta Pháp còn nên xả Huống hồ phi Pháp Cái Pháp đó là Phật Pháp Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm nói ra tất cả Pháp Cũng bất khả đắc Cũng phải đem đó xả bỏ hết Nếu như chúng ta học được một đống Phật Pháp tràn đầy cả buồn não Phật Pháp đầy cả bụng Thì bạn hỏng rồi Dũng dĩ không có Pháp Bạn học nhiều đến như vậy Thì bạn phiền não to rồi Tại vì sao Phật phải nói nhiều đến như vậy Phật không thừa nhận Bạn đọc Kinh Kim Cang Trong Kinh Kim Cang có Phật nói Ngài cả đời không nói một chữ Nếu như bạn nói Ngài nói Pháp Đó gọi là phỉ bán Phật Đích thực Phật Ngài không nói một chữ nào Rõ ràng đã nói 49 năm Hiện tại kết tập thành một bộ Đại Tạng Kinh Phật có thể dựa vào được hay không? Phật có đạo lý của Ngài Phật nói như thế nào vậy? không nói mà nói nói mà không nói cho nên nếu là bạn biết nghe bạn cũng là giống như phật vậy ta nghe mà không nghe không nghe mà nghe vậy thì đúng rồi vì bạn mới chân thật hiểu rõ phật nói chân thật nghĩa trên kệ khai kinh đã nói vô thường thậm thâm di diệu pháp bá thiên dạng kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt nghĩa bằng liền chân thật hiểu được chân thật nghĩa chân thật nghĩa là gì chân thật nghĩa chính là tự tánh tự tánh là vốn sẵn có Tuy là có cũng không thể được. Bạn xem, nói tự tánh, có thể nói rất nhiều trong kinh Đại thừa đã nói đến tự tánh. Tự tánh là gì? Cái đầu tiên chính là nói cho bạn nghe thanh tịnh. Trong Thiên Văn chương này. Quốc sư Hiền Thủ. Đêm hoa nghiêm áo chỉ phân ra làm sáu đoạn cái đoạn thứ nhất chính là nói tự tánh tự tánh thanh tịnh viên minh thể cái thanh tịnh đó chính là câu đầu tiên mà đại sư huệ năng đã nói nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh chưa từng bị ô nhiễm bao giờ tại vì sao không hề ô nhiễm nó không phải là vật chất nó cũng không phải là tinh thần vậy chúng ta nói ô nhiễm vật chất ô nhiễm các vị nên biết tinh thần ô nhiễm bạn cũng có thể thể hồi được nó không phải vật chất cũng không phải tinh thần Bạn làm sao ô nhiễm được nó thế nhưng nó năng xanh hiện tượng tinh thần cùng vật chất nó năng xanh tuy là năng xanh nó lại không phải là thật nếu chân thật mà nói thì nó liền bị ô nhiễm ngay nó không phải là thật tuy nói năng xanh sinh ra hiện tượng vật chất sinh ra hiện tượng tinh thần sanh diệt bất khả đắc. À, Cái tướng sanh diệt này liệu bất khả đắc? Ừ. Chúng ta đọc rồi một chương bồ tát di lạc đối thoại với thế tôn đoạn kinh văn này được chọn ở trong pháp uyển châu lâm là kinh văn trong bồ tát xứ thai kinh Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc Tâm hữu sở niệm Phạm phu chúng ta khởi lên ý niệm Chủ đề chúng ta hiểu Chúng ta khởi lên ý niệm Cái ý niệm này Là giả Không phải là thật cái ý niệm này có mấy niệm câu hỏi này chúng ta liền không hiểu chúng ta khởi lên một ý niệm phật hỏi trong ý niệm này có mấy cái niệm có mấy cái hình có mấy cái thức nếu phật không hỏi chúng ta hoàn toàn không hiểu hỏi rồi chúng ta cũng cảm thấy mê hoặc Di Lặc là Bồ Tát đẳng giác. Bồ Tát Di Lặc trả lời. Thời gian khẩy móng tay, một cái khẩy móng tay. Thời gian này rất ngắn, một cái khẩy. Trong một cái khẩy có 32 ức trăm ngàn điểm. Chúng ta nghe rồi đều ngây ra Chúng ta khởi lên một ý niệm Cái ý niệm này là 32 ức trăm ngàn niệm Hợp thành Bạn xem cái ý niệm này Di tế đến cỡ nào Niệm niệm thành hình Hình chính là hiện tượng vật chất Sinh ra cái hiện tượng vật chất này Hình dai hữu thức Thức là hiện tượng tinh thần Quan niệm hiện tại của chúng ta Là dùng dây làm đơn vị Cái khẩy chúng ta khẩy được nhanh Trong một giây có thể khẩy được bốn lần 42 ức trăm ngàn niệm Lại nhân cho bốn là bao nhiêu? Hiện tại chúng ta tính một lúc là 1.280 triệu Cũng chính là nói một ý niệm Là 1.280 triệu phần trong một giây Trong một giây có 1.280 triệu ý niệm di tế Mỗi một niệm Đều hiện hiện tượng vật chất Hiện tượng vật chất đây là cái gì? Vũ trụ Hiện tượng tinh thần là cái gì? Hiện tượng tinh thần chủ yếu là nói chính mình Hoàn cảnh nhân sự bên ngoài Là y báo Của nhân sự bên trong Y báo của chúng ta Nói chính báo Chính là nói chính mình Ta từ nơi đâu đến Trong mỗi ý niệm đều có ta Mỗi niệm đều có ta Cái ý niệm này Quá di tế Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta Không nên chấp trị Bạn không cách gì Nắm lấy được nó Thành thật bà nói Bà có nghĩ cũng không nghĩ ra Bởi vì bà nghĩ chính là một niệm Trong một niệm Đã có 1.280 triệu điểm nhỏ Bạn làm sao có thể nắm lấy được Cho nên hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần Mà nó hiện ra đều không phải là thật Có sanh diệt Sanh diệt rồi bất cả đắc Thế giới cảm quan của chúng ta ngày nay là gì? Là loại tướng niệm di tế tiếp đối Nó chính là như vậy Vấn đề này bạn xem thấy hiện tại Một số nhà triết học Nhà khoa học xưa nay trong và ngoài nước Đều không cách gì tìm được kết luận Hiện tại nói vũ trụ Vũ trụ là từ một vụ nổ mà ra Cái này nói không thông chủ đề Phật nói được thông. Nói được viên mãn hơn so với vụ nộ lớn. Cho nên Phật Pháp nói tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Cái tâm tưởng đó chúng ta cũng không hiểu. Kỳ thực cái tâm tưởng đó chính là 1.280 triệu ý niệm trong một giây. Cái chấn động rất di tế đó. Sống động hiện tại người ta gọi là sống động đích thực là sống động. Cái sống động này ở trong Phật pháp gọi là du thị du minh. Một niệm bất giác mà có du minh chính là cái sự việc này. Một niệm bất giác. Cái niệm nào vậy? Tại vì sao có cái niệm này? Không có lý do lúc nào thì có cái niệm này không có thời gian thời gian đều không tồn tại cho nên phật nói với chúng ta rất hay ngày đó không có quá khứ hiện tại vị lai quá khứ hiện tại vị lai là sau khi mê bạn sinh ra một loại hiểu sai lầm bạn cho rằng có thời gian có không gian cho nên trong kinh hoa nghiêm nói với chúng ta trong hạt di trần có thế giới di trần thì mắt thường không thể nhìn thấy hiện tại khoa học gia phát hiện gọi là nguyên tử điện tử hạt tử hạt cơ bản hạt quắc có phải là thứ này không chúng ta không thể nào biết Tóm lại là vật chất cực nhỏ Thế nhưng bạn phải nên biết Cái vật chất đó Rất không thể nghĩ bạn Cái tín hiệu ở trong đó Bao hàm hết thảy cả vũ trụ Cho nên nếu như bạn kiến tánh rồi Không cần học Trong khắp pháp giới hư không giới Dạng sự dạng vật bạn không có thứ nào không biết chính là cái tín hiệu đó là viên mãn hiện tại khoa học gọi là toàn tức lý luận phật nói cái tâm đó của chúng ta khởi tâm động niệm sanh ra dạng pháp câu sau cùng mà đại sư huệ đang nói nào ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp sản sanh ra những dạng pháp này pháp pháp viên dung pháp pháp, pháp cụ túc phật nói cho chúng ta nghe không phải là những thứ thần thoại nếu là thần thoại thì biến thành tôn giáo rồi cho nên phật giáo không phải là tôn giáo phật giáo là giáo dục của phật đà chủ đề chúng ta phải khẳng định nó không phải là tôn giáo nó không phải là thần thoại nó là cái gì nó là khoa học nó là triết học từ trên lý mà nói nó là triết học cứu cánh viên mãn từ trên khoa học mà nói nó là khoa học cao đẳng nhất vì sao vậy nó yêu cầu chứng khoa học phải chứng minh nếu như bạn chính mình không thể thân chứng Bạn chỉ ở đó nghe nói Bạn không có được thọ dụng Bạn không có được thọ dụng Bạn cần phải thân chứng Bạn mới có thể nhận được thọ dụng Cách chứng Thế nào vậy? Buông bỏ Biết được tất cả Pháp đều là bất khả đắc thì bạn đừng buông bỏ tất cả Pháp. Buông bỏ liền chứng được Hoàn toàn buông bỏ rồi Cũng chính là nói dòng tưởng phân biệt chấp trước Thì đều buông bỏ Tốt Bạn đừng thành Phật Bạn không hề khác nhau Với tất cả chư Phật ừ. như Lai nếu như không thể hoàn toàn buông bỏ buông bỏ một bộ phận ba loại lớn chướng ngại khởi tâm đồng niệm đó là căn bản cái thứ này vừa buông bỏ thì đương nhiên phân biệt chấp trước đều không còn tất cả đều buông bỏ phân biệt chấp trước đều là từ trong khởi tâm đồng niệm mà ra gốc không còn nữa thì làm sao nó có thể tồn tại khởi tâm động niệm còn chưa buông bỏ phân biệt chấp trước buông bỏ rồi vẫn còn khởi tâm động niệm đó là gì đó là bồ tát bậc kế tiếp theo vọng tưởng các vị phải nên biết nói dòng tưởng chính là khởi tâm đồng niệm nó rất di tế vọng tưởng phân biệt chưa buông bỏ chấp trước buông bỏ rồi được có thể đem chấp trước buông bỏ có người này gọi là a la hán siêu diệt sáu cõi luân hồi cho nên a la hán chứng đắc đó là nói chứng đắc đây là nói khoa học chứng được chánh giác bồ tát chứng được là chánh đạn chánh giác phật nói chứng đắc là vô thượng chánh đạn chánh giác tu học của phật pháp mục tiêu cuối cùng chính là cái này không phải là danh vọng lợi dưỡng không thăng quan phát tài là trí tuệ chân thật không phải đến từ bên ngoài người người đều có chúng ta bình đẳng cùng với tất cả chư phật không hề có chút khác biệt phật ở trên kinh hoa nghiêm nói rõ với chúng ta tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng như lai chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc bạn xem nói được rất rõ ràng rất tường tận cho nên ở ngay trong cái nhìn của chư phật như lai mỗi một chúng sanh chúng ta đều là phật các ngài thừa nhận vì sao vậy trí tuệ đức tướng không có chút khác biệt nào giống như nhau tại vì sao hiện tại biến thành ra như thế này hiện tại là có chứng ngại tuy có chứng ngại Tính đức trí tuệ của bạn không thể hiện tiền. Không phải không có, có. Lại nói với bạn, nó cũng hiện tiền mà biến chất rồi. Trí tuệ Bát Nhã trong tự tánh biến thành phiền não. Phiền não vô lượng vô biên. Đó chính là trí tuệ vô lượng vô biên. Chỉ cần bạn buông bỏ khởi tâm động niệm tất cả phiền não đều biến thành vô lượng vô biên trí tuệ cho nên phiền não không thể đoạn phiền não đoạn rồi thì trí tuệ không còn thực tế mà nói phiền não là quyết định không thể đoạn nó sẽ chuyển biến sẽ biến thành vô lượng trí tuệ nên không gọi là phiền não mà gọi là trí tuệ bát nhã đức đức là năng lực không có thứ nào mà bạn không biết đa tài, đa nghệ. Cái đa này đã đến trình độ nào vậy? Không có hạn lượng. Đó là gì vậy? Bản năng. Bản năng đầy đủ trong tự tánh. Sau khi chúng ta mê rồi, cởi tâm đồng niệm, cái bản năng này cũng mất đi. Tướng hảo. Tướng hảo, ngày nay chúng ta gọi là phước báo. Chúng ta đọc qua Kinh vô lượng thọ Kinh quán vô lượng thọ Bạn xem thấy tướng hảo của Phật A-di-đà Đọc Kinh Hoa Nghiêm Thấy tướng hảo của Tỳ Lô Giá Na Phật Đó là gì vậy? Đó chính là chính chúng ta Cũng bị những chứng ngại này chứng ngại mất Tương hảo hiện tại của chúng ta Biến thành sáu cõi luân hồi Đi thật gọi là kém chất lượng Tại vì sao có thể thay đổi Phật nói Chỉ bởi vọng tượng phân biệt chấp trước Làm cho nó thay đổi Cho nên ngày nay chúng ta Có thể đem vọng tưởng Phân biệt chấp trước Buông bỏ phải nên biết vọng tưởng phân biệt chấp trước đều bất cả đắc. Bất cả đắc mà bạn cứ cho là có, cứ cho là có nên chấp trước đó. Sai rồi. Đây chính là nguyên nhân hiện tiền chúng ta chịu khổ, chịu nạn. Phật nói được rất hay. Tất cả pháp từ tâm tượng sanh, đây là vọng tưởng của chính chúng ta. Phân biệt cũng là vọng tưởng, chấp trước cũng là vọng tưởng. đều là từ trong vọng tưởng mà sanh ra. Khởi tâm động niệm, sanh cõi thật báo trang nghiêm. Đó là chúng ta gọi báo độ của chư Phật như Lai Vẫn là từ trong vọng tưởng sanh Nếu như không khởi tâm không động niệm Gọi thật báo trang nghiêm không có Chỉ có tánh thể của tự tánh Tánh thể tự tánh gọi là gì? Gọi là thường tịch quan Trong Phật Kinh cũng gọi nó là Đại quan minh tàng một mảng quang minh Ở trong đó không có vật chất Cũng không có tinh thần Một mảng quang minh Tinh độ tông chúng ta gọi nó là Thường tịch quang tịnh độ Khởi tâm động niệm đó liền thay đổi Trong thường tịch quang liền hiện ra Báo độ của chư Phật Như Lai nếu như lại thêm vào phân biệt lại biến đổi tịnh độ chư phật trang nghiêm như vậy sẽ không có biến thành cái gì biến thành pháp giới bốn thánh đây là nói bạn mê có nặng nhẹ không như nhau mê nhẹ thì Phật Bồ Tát trong Pháp giới bốn thánh Mê nạn hơn Thì biến thành Duyên giác thanh văn Nếu như trong đó vẫn còn có chấp trước Vậy thì, thì lại biến Càng biến càng tệ Có chấp trước thì sao Có chấp trước thì liền biến thành sáu cõi Chính là sáu cõi luân hồi Hiện tại chúng ta gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước Thấy đều đầy đủ hơn nữa còn rất nghiêm trọng Vậy thì phiền phức lớn rồi Làm thế nào có thể quay đầu Thiên văn chư này Quốc sư hiền thủ dạy chúng ta vọng tận hòa nguyên Thì quay đầu Quay về đến thượng tịch quan Quay về đến Thế giới cực lạc quay về đến thế giới hoa tạng hoa tạng cực lạc là cõi thật báo trang nghiêm cũng không tệ rồi đây là mục tiêu của việc học phật dạng nhất không nên hiểu sai học bằng cách nào thiên kinh dạng luận phật liền nói với chúng ta bốn chữ Nhìn thấu, buông bỏ. Buông bỏ, nhìn thấu. Ngoài việc đầy ra, không còn Pháp nào. Cho nên dạy bạn, Pháp còn nên xả huấn hộ phi Pháp. Tám dạng bốn ngàn Pháp môn, vô lượng Pháp môn đều là dạy bạn nhìn thấu buông bỏ cái phương hướng này không hề thay đổi phương pháp này không hề thay đổi tám dạng bốn ngàn pháp môn đều phải tuân thủ theo phương pháp này tuân thủ theo phương hướng này đại đạo của minh tâm kiến tánh nếu như có chấp trước kiên cố phiền não to lớn chấp trước kiên cố ở đâu vậy ở ba đường ác của sáu cõi chấp trước nghiêm trọng nhất chấp trước nghiêm trọng họ liền khởi tham sân si Tâm tham là đường ngạ quỷ Cho dù là tham cái gì Học Phật tham Phật Pháp Chỉ cần có tâm tham liền tương ưng với Đường ngạ quỷ Quỷ chính là từ tâm tham mà ra Đường xuất sanh là ngu si Đường địa ngục là sân hận Tham sân si là nhân Ngạ quỷ xuất sanh địa ngục là quả Bạn tạo ra cái nhân như thế nào Nó liền kết ra cái quả như thế đó Tạo nhân không người dạy bạn tạo Tự tạo cho nên quả báo cũng là tự chịu, tự làm, tự chịu. Chân thật, hiểu rõ, chân tướng sự thật, không oán trời, không trách người, không liên quan gì với người, đều là tự làm, tự chịu. Sau khi hiểu rõ rồi, ở ngay trong một đời này, đi theo giáo huấn Phật dạy ở trên kinh Nỗ lực mà học tập Trong Phật Pháp Đại Thừa Con đường này là vô cùng sáng tỏ Chúng ta Men theo con đường này Vọng tận hoàng nguyên Đây là một báo cáo đơn giản với các gì cõi thật báo trang nghiêm là thanh tịnh cho nên thông thường chúng ta gọi là tịnh độ thế giới cực lạc là tịnh độ thế giới hoa tạng là tịnh độ báo độ của chư phật như lai đều là tịnh độ pháp thân đại sĩ nơi cư trụ đều là tịnh độ Giống y như Phật vậy Vì sao vậy? Họ đã không khởi tâm, không đồng niệm Đều ở tình độ Khởi tâm đồng niệm thì tình độ không còn Ở nơi đâu vậy? Mười Pháp giới Phía trước của mười Pháp giới Là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác Đây gọi là Pháp giới bốn thánh Bốn thánh sáu phạm Pháp giới bốn thánh cũng gọi là cõi phương tiện hữu dư. Họ ở trong đó dùng pháp môn phương tiện để tu hành, hướng lên trên cao hơn, nâng cao lên thật báo độ. Thật báo độ liền thành Phật. Nếu hướng xuống mà đi chính là sáu phàm. Phàm phu sáu cõi. Trong cõi phương tiện hữu dư có nhiễm tình. Trong sáu cõi thì sao? Trong sáu cõi có thiện ác. Tâm của người thiện làm việc thiện. Sanh vào ba đường thiện. Nếu như tâm hạnh bất thiện, họ liền sanh vào ba đường ác. Đó gọi là sáu cõi luân hồi. Cho nên trong sáu cõi có thiện ác. Trong Pháp dưới bốn thánh không có thiền ác. Ở trong thật báo độ, ngay đến nhiễm tịnh cũng không có. Ở trong thật báo độ, đó mới chân thật là tịnh độ. trong đại thừa giáo thường hay nói ba loại bát nhã loại thứ nhất gọi là thật tướng loại thứ hai gọi là quán chiếu loại thứ ba gọi là danh tự văn tự bát nhã cũng có chỗ gọi là phương tiện bát nhã có ba loại như vậy ngày nay chúng ta học tập ba loại này cũng phải nên tường tận cái gì gọi là thật tướng thật tướng chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thật là chân thật. Chân thật là cái gì? Chân thật chính là Bồ Tát Di Lặc đã nói. Cùng ý nghĩa trong kinh Đại Bát Nhã đã nói hoàn toàn tương đồng. Chúng ta đem hai loại cách nói tập hợp lại xem thì rất dễ dàng hiểu được biết được cái gì biết được tất cả hiện tượng không luận là hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần thời gian của đó tồn tại bao lâu chỗ này phải nên biết một hai trăm tám mươi triệu phần trong một giây Đó là thời gian tồn tại của nó Cũng chính là trong một giây Sinh việc của nó đã có Một nghìn Hai trăm Tám mươi triệu lần Các vị tưởng tượng xem Chúng ta xem phim ảnh Hiện tại khoa học tiến bộ Tôi không biết hiện tại việc điện ảnh chiếu ra phim ảnh Là dùng băng từ gì Hay là dùng đĩa CD Có thể hiện tại đều là dùng Số từ phải là đi đến loại kỹ thuật này vào thời trước dùng phim nhựa phim nhựa chúng ta xem thấy hiện tượng của nó là cái gì từng tấm từng tấm chạy qua đèn chiếu khi mở máy chiếu ra trên màn bạc Chính là một tấm phim Khi đóng ống kính lại Đóng lại thì đổi một tấm Tấm thứ hai liền được chiếu ra Ống kính mở ra thì tấm thứ hai Tốc độ của đó là Một giây 24 tấm Cũng chính là 24 tấm trong một giây ở trên mạng bạc mạ, chúng ta xem thấy Dường như là thật liền bị nó mê hoặc Trên thực tế Từng tấm không giống nhau Tấm trước không phải là tấm sau Tấm sau không phải là tấm trước Mỗi tấm không như nhau Bạn bị nó mê hoặc Tốc độ của nó quá nhanh Hiện tại chúng ta liền dùng cái giả thiết này Các vị thử nghĩ Một giây 24 tấm Phật nói với chúng ta Hoàn cảnh hiện tiền này của chúng ta Một giây có bao nhiêu tấm Một ngàn hai trăm tám mươi triệu tấm Bạn làm sao biết được đó là giả Nếu như Khởi tâm động niệm dư đoạn Cái cảnh giới hiện tiền này lập tức liền không còn Cũng giống như phim ảnh Trên màn bạc vậy Nếu như phim này vừa đứt đi Bạn liền thấy trên màn bạc là màu trắng Đó chính là thường tịch quan hiện tiền Chỉ cần chúng ta xem thấy hoàn cảnh vật chất tồn tại Đó chính là cái gì? Ý niệm chưa đoạn Ý niệm quá di tế Bạn nói xem hình tướng có hay không Không thể nói có Bạn hiểu được cách vận hành của phim ảnh Bạn liền biết được đó là huyện tướng Sau đó đọc Kinh Đại Bát Nhã Bạn liền hoát viên đại ngộ Phật nói tất cả Pháp Du sở hữu tất cánh không Bất cả đắc Bạn hoàn toàn thừa nhận Nói được một chút cũng không sai đó là thật tướng bát nhã. Chúng ta từ Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta khai thị Chúng ta biết được chân tướng sự thật này Làm thế nào chứng thật Quán chiếu chứng thật Chúng ta đi quán sát Tỉ mỉ mà quán sát có thể quán sát được hay không? Quán sát không được Vì sao vậy? Tâm di tế hơn khởi lên một ý niệm Nó chính là Bồ Tát Di Lạc nói Trong một cái móng tay Bạn khởi lên bao nhiêu ý niệm? 32 ức trăm ngàn niệm Bạn làm sao mà chiếu? Cho nên quán chiếu Không thể dùng vọng tâm Quán chiếu cái gì? Phải dùng chân tâm. Chân tâm khởi tác dụng chính là quán chiếu. Dòng tâm khởi tác dụng chính là phân biệt, chính là chấp trước. Dòng tâm khởi tác dụng bạn liền không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Phạm phu chúng ta, cái dòng tâm này là phân biệt, chấp trước. Không thể ra khỏi sáu cõi, cho dù là buông bỏ chấp trước Không còn chấp trước Đối với tất cả thế xuất thế gian Pháp thì bạn dùng phân biệt Bạn ở nơi đâu vậy? Bạn ở Pháp giới bốn thánh Thì bạn không thể ra khỏi Mười Pháp giới Giống với tình hình của sáu cõi Vì bạn muốn siêu diệt mười Pháp giới Bạn phải đem cái phân biệt này Buông bỏ Phân biệt sau khi triệt để buông bỏ tập khí phân biệt sau cùng còn phải chân thật có thể đem khởi tâm động niệm buông bỏ siêu diệt mười pháp giới mười pháp giới không còn cũng giống như nằm mộng vậy tỉnh mộng ra lần thứ nhất ra sáu cõi lần thứ hai ra khỏi mười pháp giới vẫn còn lần thứ ba lần thứ ba là gì siêu diệt cõi thật báo trang nghiêm thẳng đến thường tịch quan vậy ở trong phật pháp gọi là cứu cánh viên mãn phật trong cái cảnh giới này hiện tượng tinh thần hiện tượng vật chất đều không thể được cũng giống như đại sư huệ năng đã nói vốn tự thanh tịnh vốn không sanh diệt vốn sẵn đầy đủ đầy đủ vô lượng vô biên vô tận trí tuệ đức năng tướng hảo vốn sẵn đầy đủ thế nhưng không hiện trong thường tịch quan có nó không hiện tiền vốn không dao động tâm của các ngài là bất động không có ý niệm năng sanh dạng pháp không có ý niệm thì làm sao có thể sanh ra dạng pháp Các vị Có thể không? Ý nghĩa của năng sanh dạng Pháp Là quả Phật cứu cánh viên mãn Trong thượng tịch quan có Chúng ta muốn nghĩ đến Phía trước Đại sư Huệ Năng nói vốn sẵn đầy đủ Cho nên Ngài liền có thể năng sanh dạng Pháp Ngài làm sao sanh Chúng sanh có cảm Ngài liền có ứng Nếu như không phải vốn từ đầy đủ Thì Ngài không thể sanh Trở về thường tịch quan thì không sanh Như vậy mà nói Sau khi về đến thường tịch quan Bồ Tát trong thật báo độ có cảm Ngài liền hiện thật báo độ Trong Pháp giới bốn thánh Bồ Tát thanh văn duyên giác có cảm Ngài liền thị hiện Pháp giới bốn thánh Chúng sanh sáu cõi có cảm Ngài liền thị hiện vọng tây cư sĩ địa chỉ email vòng tây cư sĩ a còng gmail com diễn đọc phật tử thiện quang nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh vì nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật